Xin chào anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một cái chạm hàn thiếc anh em nhé. Mình dùng nguồn là pin Makita, mình sẽ dùng cái mặt chạm hàn JBC này, thêm một chiếc công tắc nhấn giữ nhá. Mình sẽ dùng cái công tắc 16mm này, rồi thêm một tiếp điểm Makita. Đầy đủ phụ kiện đây anh em ạ. Đây là cái mặt chạm hàn JBC này. Cái chạm hàn này thì dùng cực kỳ ngon anh em ạ. Mình dùng tay hàn C245 và một đống mũi C245 này luôn. Ở đây mình có khá nhiều mã, đủ loại luôn anh em ạ. Đó, cái tay hàn với cái mũi này thay cực kỳ nhanh gọn luôn. Mình thích ở cái chỗ này, chúng ta chỉ cần cắm ra cắm vào này thôi, thay thế rất là dễ. Đấy, đây là JBC chính hãng này. Đó, tiếp điểm Makita sẽ gài như thế này. Bây giờ mình sẽ thiết kế một cái bốc cho nó. Mình sẽ để cái mặt ở hướng đằng trước này. Đấy, công tắc nhé, ở trên sau lưng. Rồi, sẽ đi vẽ bốc anh em ạ. Đây là cái bốc này, mình đã ngồi nghiên cứu và vẽ hơn 2 tiếng mới xong anh em ạ. Cái lúc vẽ thì mình không quay màn hình, mình show thành quả cho anh em xem thôi. Đấy, khi nghiên cứu đo đạc các thứ chuẩn chỉ hết rồi, cái đế Makita mình gắn trực tiếp vào đấy luôn. Đấy, bây giờ sẽ đi in anh em ạ. Cái kiểu này là mình dùng support chi, cái này là support normal này. Cái này là mình lật cái đằng lưng xuống để in thử. Còn cái này là mình mix thêm một ít màu vào đây cho nó đẹp. Đấy, viền hai bên và trước cái T màu cam. Cái bản mix màu thì in nó sẽ lâu hơn anh em ạ. Cái một màu in trơn thì nó nhanh hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ đi in nhá. Rồi, vậy in xong anh em ạ. Cái bản này là mình in bình thường này, hướng thẳng đứng support chi. Đây, bản này in bình thường, hướng thẳng đứng và support normal. Mình in khá nhiều màu luôn anh em ạ. Đủ màu, tại vì quay video để cho nó đẹp. Rồi, mình sẽ dùng cái đen mix cam này để lắp và làm xong video này anh em nhé. Của nhà trồng được anh em ạ, nên là mình in cực kỳ nhiều màu. Đây là màu cam này, màu vàng, màu bạc này, màu xanh dương, xanh lá này, màu đen và màu đỏ, đủ hết luôn. 7 sắc cầu vồng. Thích nghịch màu nào thì nghịch. Cái file nhé, mình cũng chia sẻ cho anh em luôn. Anh em nào có máy in có thể lấy in. Mình để ở liên kết trong mô tả video luôn nhá. Ở cái video này mình sẽ lắp cái bộ mình mix đen cam này cho nó đẹp. Rồi, gắn tiếp điểm vào thôi. Nếu mà anh em lấy cái file này in nhá, các bạn chỉ cần thêm một tiếp điểm, một cái mặt chạm hàn JBC, một chiếc công tắc loại 16mm tròn là xong. Thêm pin Makita thì anh em chế cháo có rồi. Như vậy là chúng ta đã có bộ chạm hàn JBC dùng pin Makita cực kỳ xịn sò. Đấy, cái này là giá đỡ tay hàn anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp nó vào nhá. Cơ bản thì chỉ cần mỗi kết nối hai cực âm dương, cực dương thì qua công tắc. Cái công tắc của mình nó có led nữa, nên chúng ta chỉ cần cấp âm vào led này và dương cũng vào led luôn. Cái cực dương của led nhá và cực dương của cái mặt chạm hàn JBC này chung nhau vậy thôi. Đó, cái sensor anh em ạ. Mình sẽ hàn này vào thôi. Để tí nữa khi chúng ta gác cái tay hàn nó vào cọc đồng thì nó sẽ power share lại, nó giảm nhiệt độ về, nó không ăn nguồn, không tốn pin các thứ nhá.
Đấy, cứ âm vào âm, dương vào dương thôi. Cái này thì gọi là dễ nhất trên đời rồi anh em ạ. Các bạn nhớ cho gen nhiệt nó vào nhé. Đấy, đây là cực dương từ trên pin Makita này. Chỗ này là cực dương vào cái mặt chạm hàn JBC và chân led luôn. À, chân dương của led nhé. Đấy, đây là chân âm của led này. Rồi, như vậy mình đã kết nối xong. Đó, đây là cực âm, đây là cực dương. Cái này thì gọi là dễ như ăn cháo rồi anh em ạ. Các bạn cứ nhìn qua lại một tí nhá, nhiều anh em sợ lại nhầm nhầm. Bây giờ mình sẽ thử. Rồi, công tắc có led cực kỳ đẹp luôn. Để mình gắn cái mặt chạm hàn JBC này vào thử. Rồi, ngon anh em ạ. Khi chưa có tay hàn nhé, nó sẽ báo error là lỗi ấy. Như vậy đã xong rồi. Tiếp theo mình sẽ gắn cái gọi là giá đỡ đồng này vào, vào cái cảm biến luôn nhá, cái sensor ấy, để khi chúng ta gác cái tay hàn vào đây, nó sẽ chế độ nghỉ để không tăng nhiệt và không tốn pin, không ăn nguồn. Rồi, ngon anh em ạ. Đấy, như thế. Đây là gen nhiệt này, mình sẽ dùng bật lửa để hơ nó co vào thôi. Úi xồ, vừa zin. Mình có làm cái mặt nó bị chìm xuống anh em nhé. Đấy. Nó chìm xuống vừa 2mm, vừa đúng cái độ dày của cái miếng inox kia luôn. Đằng sau này cũng vậy, mình cũng làm nó chìm xuống này. Đó, anh em có thể nhìn qua lại. Cái phần rơi cực kỳ gọn gàng. Như vậy là xong rồi anh em ạ. Một cái chạm hàn mini cầm tay, dùng pin Makita, đi đâu chúng ta cũng có thể dùng được. Nhưng anh em nào mà đi công trình hay là đi bay máy bay chế cháo gì ngoài, có cái này thì tha hồ luôn. Đó, nó sẽ gọn gàng như vậy. Cái chạm hàn JBC và cái tay C245 này, mình chỉ cần bật 3 giây nhưng mà là nó có lên đủ nhiệt độ rồi. Hàn tha hồ luôn. Cực kỳ khỏe. Đó, đây đang power này. Đấy, mình tút ra, nó sẽ lên một phát 300 độ luôn. Mình đang set 300. Và chế độ nghỉ mình để 50 độ. Đấy, chạm vào nó sẽ chế độ nghỉ anh em ạ. Rồi, muốn cài chế độ nghỉ đi nhá. Thì các bạn sẽ vào set menu này, standby. Rồi, mode các bạn chọn switch là xong. Đấy, bây giờ mình sẽ tăng lên cho 380 độ. Rồi, lên nhiệt nhanh thôi rồi anh em ạ. Đấy, khi chế độ nghỉ này nó sẽ là 50 độ. Rồi, tút ra sẽ thành lên 380. Ngon lành luôn. Pin thì ăn cực kỳ ít luôn anh em ạ. Hôm trước mình có làm mấy cái bản bằng đóng pin ấy, nhiều anh em bảo là làm bằng Makita này cho anh em có thể tiện sử dụng. Đó, mình thiết kế con này chuẩn chỉ nhất rồi. Rồi bây giờ mình sẽ test thử nhá. Hiện tại là cực kỳ mát. Đó, tí bật cho anh em xem nó tốc độ lên nhiệt nhanh thế nào. Đây, mát lẹm như nhá. Không ông nào bảo nóng sẵn rồi. Mình sẽ test một phát cho anh em xem này. Quay một shot từ lúc mình bật. Đây, mát lẹm nữa này. Đây anh em nhá, xem này, bật này. 1, 2, 3 giây. Đó, chỉ tầm độ 3,5 giây là khói nghi ngút rồi. Hàn tha hồ luôn.
Mà cái chạm hàn này anh em ạ, cái mũi của nó ra nhiệt nhanh kinh khủng luôn. Đấy anh em nhìn thấy không? Hàn phê thôi rồi. Những mối hàn to nhá, mình hàn vẫn không xi nhê gì cả. Ui, hàn phê thế này cơ mà. Cái chạm hàn này anh em chế cháo dùng thì hết nước chấm. Đây mình sẽ gỡ thử linh kiện cho anh em xem này. Đấy, nhiệt hai bên, hai chân của cái tụ này ra nhanh kinh khủng. Phê đừng hỏi luôn anh em ạ. Hồi xưa mình có chế mấy cái chạm nhưng mà không xài bằng cái tay mấy cái mũi này. Hồi xưa là mình dùng cái bộ T12, nhưng mà từ hồi biết cái bộ này dùng nó khỏe hơn nhiều luôn anh em ạ. Nhiệt nó lên nhanh mà ra nhiệt tốt hơn nhiều. Đây những mũi hàn to như thế này. Úi dồi, anh em thấy không? Chấp hết luôn. Trước chơi đồ C anh em ạ, máy bay hay ra ngoài rừng ngoài giếc nhiều khi hàn thì cứ phải dùng những cái chạm hàn gọi là nhỏ nhỏ mà đóng, có khi mình cầm kích điện theo luôn đấy. Có những cái thì nhiệt nó lên lâu nhưng mà từ hồi biết cái chạm hàn này thì dùng, ui rồi nó lên nhiệt mà giữ nhiệt phê thối rồi luôn. Đấy, đây là chế độ nghỉ này. Rồi anh em ạ, như vậy hôm nay chúng ta đã cùng nhau chế xong một cái chạm hàn mini dùng pin Makita và cái mặt chạm hàn JBC, tay hàn C245 nhá, mũi C245 luôn. Mình thiết kế cái bốc này và in 3D phù hợp với pin Makita phổ thông 18V nhá. Rồi, kênh cho tặng con. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại anh em video sau nhá.